Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, kiến thức và giải trí xin gửi đến quý vị và các bạn chân dung các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Một, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Hai, đồng chí Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ba, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bốn, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 5. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 6. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Sau này, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Thường trực Ban Bí thư. Sau khi đồng chí nghỉ, đồng chí Trần Quốc Vượng được thay thế vị trí Thường trực Ban Bí thư. 7. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch nước. 8. Đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. 9. Đồng chí Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng. 10. Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng. 11. Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. 12. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. 13. Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương. 14. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương. 15. Đồng chí Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 16. Đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. 17. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội. 18. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Trên đây, kiến thức và giải trí vừa gửi đến quý vị và các bạn chân dung các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị khóa 12. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi.